Xin chào các bạn, đây là Nancy. Các bạn biết gì không? Thời tiết ở Florida rất là đẹp để trồng cây ăn trái và để về hưu. Nếu mà mai mốt các bạn muốn về hưu ở Florida, thì các bạn có thể mua một căn nhà có vườn và có thể trồng rất là nhiều cây ăn trái, thoải mái và vui vẻ lắm nè. Sau đây xin mời các bạn cùng Nancy đi thăm vườn cây ăn trái của nhà chú Peter nha. Vườn cây ăn trái. Cây ăn trái nhà chú Peter. Đây là nguyên một vườn cây ăn trái của nhà chú Peter. Wow, ông chú chăm sóc hả, cây nào cũng tươi tốt hết trơn á. Nhìn cây cóc nè, đã không? Trụ quá trời trái luôn. Wow, chay măng cầu ra rồi nè. Quá trời trái nha. Đã không? Wow, đã quá, đã quá. Nước nó bắn mình nè. Bắn sâu này bà con, đã không? Đẹp ơi là đẹp luôn. Đây. Ướt người rồi. Cây tóc nè bà con. Đây là cây tóc nè bà con. Ủa vậy luôn. Nhưng mà cái này đất... Cái này thì là cái loại mới. Cái loại này rất là khó kiếm. Dạ dạ. Hồi đó chú mua cái cây đó đó. Dạ. Đi lại đó mình coi cái đó luôn. Dạ. Đó, bây giờ là hai người bẻ cái này ra ăn tại chỗ luôn đi. Quá. Nó thơm cái mùi mình lát nữa mình ăn thử mình biết ha. Dạ 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 dạ. Đó. Nó gọi là cái cây PPC đó. Dạ dạ. Đó. Hồi đó chú mua một cây giống này của người ta, họ bán có chút xíu như này nè, dạ, tới 350 chú. Dạ. Rồi, chú đem về chú một năm sau là chú có lệnh đây thì chú bán có 75 đồng cây, 75 đồng cây, cái sách cái chợ. Dạ. Làm cái bà này bà ế, bà giận quá trời đó. Nó bán cho 350 đồng đó. Cái này đắt lắm chị, cái đúng này rồi. Tới 25 đồng thao lận á. Dạ, cái này đó ở bên Canada nó gọi là Brazilian sugar apple. Rồi, vậy là biết. Dạ, bên Canada rẻ lắm. Tại bên mình không có nhập vô được á. Cho nên thấy hiếm chứ, bên Canada trái bự mà ngon lắm. Mình ở đây nó mới có, thành ra nó... Mình mới trồng. Dạ không phải đâu, tại vì mình mới trồng. Ngọt không? Cho nên... Sao thấy ngọt không? Cái này bữa em ra chợ xem phía cầu này đó chứ. Là cái ở bên Brazilian nó ship qua bên Canada, trụ bán rẻ. Hôm bữa mình vô mình ăn á chị. Cái trái này á là bây giờ Florida bây giờ bắt đầu trồng được nè. Đó, chú trồng cây nè. Chú ơi, chú có cây lớn gì bạn, chú bán cho con luôn đi để con dặn trồng luôn. Nó không có được cái cây bự. Hồi đó chú mua nó cũng có lớn thôi, nó cũng chỉ lên tới 8 lá thôi. Đó chú mua có 8 lá thôi. Này á là trái măng cầu ha, ăn tại vườn luôn. Cái măng cầu dài, măng cầu na này ăn á, nó giống như là trái cái mùi vị giống như mía, rất là ngon, ngọt, mùi vị mía. Không được thưởng thức ngay tại vườn luôn nè, chỗ qua bên đây hả, ăn đá đời. Cái này 3 tuổi rồi nè. Nó wow, 3 tuổi mà có trái. Hồi đó nó có, hồi mua nó về nó có trái đầy hết trơn, hôm qua em ăn hết. Vậy hả, ngọt quá không chị? Ngọt quá. Vậy là chị của anh Steven hay em? Em. Về đây đã ha, trộn vườn trái cây. Mình tại mốt... tới mùa là bà ông bố hú chạy xuống ăn. Đúng rồi, ở bên đây á, là mình khỏi phải ra ngoài và mua, mình chạy vô trong vườn mình ăn luôn. Cái này á, là vườn cây ở ngay gần ngay chỗ nhà của Nancy nè. Rồi chú đây là chú trồng quá sức trời cây luôn, măng cầu này kia. Giờ qua được ăn nè, đã hơi là đã. từ cái chú mới cho nó ra vậy nè. Dạ dạ. Thì cây nào chứ thấy được thì cho con mua rồi con chứ con không có trồng á, trồng nó lên chậm quá. Dạ. Còn cái kia ổi hả? Trời ơi, cái ổi đỏ này ngon lắm. Còn cái gì bao kìa? Cái này. Cái đó là ổi luôn. Ổi luôn. Dạ. Bẻ ăn được. Ổi thì nó wow, thấy không, nguyên cây ổi nè, quá trời nè. Chín là gần chín cái là bọc lại vậy để cho con gì nó đừng có tới nó ăn, đúng không chứ? Tá đó hả? Dạ. Nó bò đây, nó bò vô nè.
Con gì? Con sóc. Ồ, con sóc hả? Dạ. Nó bắt như vậy thì nó không có ăn được. Có đó, đằng sau có cá sấu nha. Dạ, chủ đi xuống không? Được ăn vườn của nó có 2 con cá sấu. Có nhà vui. Trời ơi, lâu lâu ra quậy với nó. Lâu lâu ra quậy với cá sấu. Bắt như vậy nè. Đó, đó là được đầy đầy với cái vườn nè. Trời ơi. Vườn nhà mình là vui. À, được chú cho nè, mắng cầu nè. Rồi còn ổi nè. Cái này là ổi đỏ không? Cái này là trắng, còn cái ổi đỏ không chưa? Dạ dạ, con đang trồng chanh rây nhà con gì nó ăn hết trơn á. Chú nó bò lên tới nữa kìa. Wow, lên trên tới cái mắt bên kia luôn. Dạ. Vậy là sao bây giờ con phải trồng lại hả? Hay là sao? Nó ăn lá trơn hả? Dạ. Giờ là giờ chắc là phải mua thuốc phân bón á. Dạ không, con sâu mà con thấy con sâu nó giống như là con sâu gió vậy đó. Ôi, cái đó là xịt hết rồi. Ờ, tại vì con chưa có xịt, con mới trồng xuống. Dạ dạ. Ổi đỏ. Có trái chưa? Có trái chưa? Ờ dạ dạ, bên kia. Dạ. Cái này là ổi nhỏ, là ổi này là bưng đi mình bưng đi được. Đó, cái cây đó nữa đó. Dạ dạ dạ. Này, chú, thôi trồng cái bự luôn đi. Trời, ồ chú ơi, cái trái này có phải là trái hồng không? Không, cái trái này gọi là cái trái chocolate. Chứ không phải trái hồng nữa. Không, không phải. Dạ, nhìn giống như trái hồng. Ờ, nhìn giống y hệt trái hồng luôn. Còn ổi nè. Cái trồng năm tới nữa thì nó cũng bự rồi. Dạ dạ, còn cái cây này phải mấy năm mới tới. Ừ, cái cây này mới tới là có đông rồi. Dạ, mà một năm chứ có cái một năm đó. Một năm. Ừ, một năm. Ủa, nên chỉ có mấy cây ổi rồi. Hai. Nhưng mà không biết là loại nào nữa. Cái này có ổi hột hay không hột? Ít hột, có hột mà ít hột mà ngọt không? Nhưng mà nó chua chua ngọt ngọt ngon lắm. Ừ, chua chua. Để lát nữa cắn cái ổi đó ăn thì biết cái ổi trắng nó vậy đó, mà cái ổi đỏ thì mua cây này nè. Cái này là dạ dạ, cái này là không hột nè. Dạ, ừ không hột luôn. Ừ, nhưng mà năm tới mới có cái đó. Ừ, cây này trái bự nè. Vậy là chú không có trái không hột hả chú? Năm tới thì cây này mới sản xuất ra được vì nó mới. Ờ, mới giờ chú đang sản xuất, để năm tới con chạy lại con mua. Đó, có đất trồng luôn nè. Hồi đó nó có một nhánh này thôi nè, mà nó bán cho tôi tới 100. Bây giờ thí dụ như cháu thấy hai cái bông như vậy. Thấy hai cái bông như vậy. Hai cái bông nó về phải không? Dạ. Thì mình coi cái trái nào nhỏ mình không thích mình phải bẻ bỏ bớt một trái. Oh, rồi. Okay. Còn cái đọt mà nó ra dài như vậy nè. Dạ dạ. Mình chừa dưới này là 1, 2, 3, 4, 5 lá thôi. 5 lá. Mình khiển nó ngang đây. Dạ. Đó. Nó sẽ mọc lên lại cái này. Ờ, với đẹp chứ. Cắt ra phải không? Dạ. Mấy cái này mình ngắt hết, mà hôm nay chú bị bận công việc á. Dạ. Cái mình không có làm tới. Dạ. Mấy cái đó cháu ngắt thì khi mà cháu ngắt rồi đó là một cái cây này nó đâm ra thêm 2-3 cái tược nữa. Wow, okay. Mà hãy nó đâm ra là nó lú bông. Dạ dạ. Đó, cho nên là nếu cái đọt này mà cháu, cái bông này cháu thấy cháu thích rồi phải không? Nhưng dạ, mà cái này đó là nếu mà cháu không cắt cái này là cái bông nó không lớn. Dạ. Đó, nó đứng nó nằm đó nó không lớn, cho nên là mấy cái thứ này mình phải chơi cái đọt nó hết. Đó, người ta không biết thì người ta nói sao mà nó ủ như để cho nó ra. Thì đó hồi nãy mới nói xong. Nhưng mà nếu mình không ngắt là mình thua. Dạ. Một cái cây của mình nó không có bao nhiêu trái hết. Dạ. Rồi vào lên lên đẹp thì lên đẹp nè. Ừ, đó là nó vậy đó. Cái đó là cái cách. Thì cái này chở theo xe chở được. Không biết nữa, để nên bọc nó lại coi xem chở làm sao. Đó. Bây giờ coi cái tình cảnh cho cái cách chở nó làm sao. Dạ. Lòi ra xong cái cho nó thò đầu ra cũng được, xong mình lấy cái ấy mình cột lại á. Không biết là nó thò cái đầu ra bao xa nữa. Nó thò ra không có xa lắm, nhưng mà mình ở cây chứ phải lấy cái bọc á, bọc lại trên cái đất nó. Dạ. Dạ không đâu, gần đây mà. Dạ, bọc rác quen được thì được. Bọc nó lại. Dạ dạ, con có miếng lót rồi mà sợ là đất nó chảy ra đó. Nó rớt ra ngoài á. Thì lấy cái băng keo chứ. Xong rồi cuộn nó lại. Dạ dạ, để cho nó, tại nó nóng quá hả chú ha? Không, tại tới mùa đông mà. Ờ, bỏ cái đó do nó ấm cái rễ nó hủng cái rễ. Với này nó cũng giữ độ ẩm nữa. Đúng rồi. Đó, cho những cái cây bắt đầu kia chú nè. Dạ. Mới con cây một là giống
Ủa có sầu riêng nữa hả? Ồ, vậy mai mốt có sầu riêng nữa. Cây này là cây sầu riêng hả? Không, cây na sầu riêng. Ồ, cây na sầu riêng. Làm sao chứ? Cây na sầu riêng làm sao? Cây na sầu riêng nó là tại cái tên nó na. Ồ, cái tên nó là cây na sầu riêng. Tết trồng là quá trời, là tươi tốt. Ngoài vườn cây ăn trái rất là thú vị và tươi mát ra thì ở đây Florida này cũng có rất là nhiều rắn và cá sấu nha các bạn. Đây là một trong những con cá sấu nhỏ nhỏ nằm ở gần ngay hồ nhà mình nha. At this pond near the 56th row. Yeah, there's the alligator here too. This one is the smaller one that we saw at our pond. Far away a little bit, so I zoom in and got this. It's an alligator. Welcome to Florida. We have a lot of alligator around here. It's close by to the row, the 56th row, right here. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy nhé và cho Nancy một like. Xin cảm ơn nhiều và xin hẹn gặp lại. Bye bye.